Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình vẫn là Tonali đây. Anh em ạ, như hôm trước mình vừa mới khoe là dạo này hai đứa mình rất là chăm chỉ. Hôm nào cũng dậy từ 5 giờ để đi tập thể dục. Nhưng mà hôm nay thì gọi mãi bà ấy không chịu dậy. Bây giờ đã là 6 rưỡi rồi, thực ra thì không có đồng hồ nào cả. Mình đã sang gọi bà ấy 7-7-10 lần mà bà ấy không chịu dậy. Người gì mà không có tinh thần thể thao gì hết. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định là chào buổi sáng bằng một màn chôn anh em ạ. Để cho bà ấy biết cái kết cục của việc dậy muộn nó sẽ như thế nào. Ok, anh em đi theo mình. À quên, ngồi đây luôn nữa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thể hiện cái trình độ hóa trang đẳng cấp Hollywood cho anh em xem. Đợt trước thì đã có vài lần mình làm video mà dọa ma bà Yến, nhưng mà nó không được thành công cho lắm. Cho nên hôm nay mình sẽ làm một video mới cũng dọa ma luôn, nhưng mà dọa ma vào buổi sáng, dọa ma giữa ban ngày nó mới chất anh em ơi. Ok, mấy cái dụng cụ này thì mình lại tiếp tục mượn của bà Yến tiếp, tại vì mình không có, nhưng mà tài năng hóa trang thì đương nhiên là mình có rồi. Anh em mới chào anh nhá. Đại loại là bây giờ mình sẽ tạo một cái vết bóp cổ ở trên cái cổ của mình như thế này, và coi như là mình không biết để cho bà ấy phát hiện ra. Xong rồi, đây chính là cái sản phẩm của mình. Hôm nay không chỉ đơn giản là hickey nữa, mà hôm nay sẽ còn kinh dị hơn hickey nhiều. Đó, đây chính là dấu vết sau một đêm của mình bị bóp cổ. Ok, và ngoài mấy cái vết này ra thì mình vẫn còn một cái dấu hiệu nữa. Đấy, mình để lại hai cái vết tay như thế này. Đấy, anh em nhìn rõ không? Hai cái vết tay như thế này ở trên TV. Lát nữa nếu bà không phát hiện thì mình sẽ là người chỉ cho bà biết là có hai cái vết tay này ở trên TV. Rồi, anh em cùng chờ xem kết quả của màn chôn này như thế nào nhá. A few moments later. Mấy giờ rồi? Biết mấy giờ mà giờ mới dậy? Tao bảo đi. Cái gì đấy? Con bị tím cổ đấy này. Tím cổ cái gì? Không đau á? Không. Con không biết là con bị tím cổ à? Ừ. Nó có như 4 ngón tay luôn đấy. 4 ngón tay đấy. Đây, lấy gương con bóng xem. Đây bên này có vết này. Như năm ngón tay không? Sao thế nhỉ? Con đấy chồng không đi lấy răng nhiều con đấy đâu. Không thấy á? Không. Sao chồng nằm ở đây thấy á? Thì vừa bạn ra đấy này. Chồng không biết gì đâu. Con không đau. Trên mặt thì đây phải là ném đá đâu, đây là robot. Trong lòng thì em ok thế chồng ơi, không đau hả? Không đau, nó hơi mệt rồi. Mệt á? Đau đầu không? Hơi khó thở ấy. Khó thở? Lúc sáng lại hơi khó thở. Chồng có đánh nhau với ai không? Nhưng là chồng lành ra này. Này. Hả? Xô xát gì ạ? Không. Ví dụ như không có. Trong lớp mình đi đánh nhau ai bây giờ? Chồng nhớ kỹ thôi à? Nói cái gì? Không có thì còn ai đánh nhau làm cái gì? Đánh nhau chẳng những người ta không nhớ. Thành nhẽ mai bóc bộ thật. Không có thể. Mình mới chuyển vào đây rồi. Còn lần trước bảo đi xem bói nhà mà không xem nữa. Xem làm cái gì? Mày tính dị đoan mà không xem làm gì? Vết tay kìa. Một cái gì đấy? Tay kìa. Vợ cái tay vào đấy đúng không? Chúng điên là vợ ra đây ngồi luôn mà. Vợ có chạm tay kiểu đấy không? Không.
vứt tay đấy nhỉ? Trống à? Cái gì? Trống đi nữa, ra đây mở đi sao? Tiền có gì đâu, người ta ra xem không vứt tay rồi. Không. Mở tay. Tay ra. Mở ra. Em không tin mãi rồi. Tin nào? Bé hơn với tay chồng, chắc với tay trẻ con. Làm vợ nổi hết ra gà rồi đấy. Kiểm tra xem còn chỗ nào có cái tay nữa không. Kính nữa này. Nè, cái gì? Giờ cũng chưa hết tháng cô hồn đâu. À, nó bóp cổ chồng nó ăn đấy. Đi làm thì ở phía dưới thì đi. Chú ơi, nó thủy hãy tránh ra. Điên à? Sao lấy tay mình nó, sao nó đặt mình lấy tay như thế này nhỉ? Phải có muối thôi. Nó đặt như thế này. Điên là nó đặt thế làm gì? Đó, nhưng mà nó cái tay nó đặt như thế này thì chắc chắn là tư thế nó phải như thế này rồi. Nó đang làm gì? Nó đang làm gì? Nó đang chống. Nó đang bắt con đùa đúng không? Nhưng mà thực tế là như thế mà. À, bảo phải đi đốt vía không ạ? Ê, ông ơi, chồng ơi, vào đây cứ bảo. Thì đi vào đi, có gì đâu, ban ngày con mà. Sợ gì? Vui mà. Các bạn thấy chưa? Em còn sợ lắm. Chồng à? Anh hay đi ra khỏi nhà đi. Ở chỗ này vẫn thích có mùi gì á? Mùi gà với mùi gì? Phải. Khó thở. Trên cổ vợ không biết được kìa. Hả? Đói. Vợ không có thở, chồng có thở, vợ không có thở. Bây giờ làm sao rồi? Hay là đi xem bói. Xem bói thì mình vẫn phải ở đây mấy hôm thì mới xem được chứ. Tôi chuyển nhà đi xong. Bây giờ vừa mới chuyển vào, chưa được một tháng chuyển đi nó. Giờ nhà này ở thế nào được rồi? Ma không? Sao mà ở được? Mình sợ gì nó? Chồng sợ. Chồng không sợ, sợ sợ. Nó phải sợ người chứ mình lại đi sợ ma. Chồng cũng xem phim là ma nó còn giết người à? Vợ không biết vật lý à? Hay là không biết khoa học? Không. Nó chỉ là kiểu một cái dòng sóng thôi. Dòng sóng mà nó bóp được cổ chồng á? Này chắc trùng hợp thôi. Trùng hợp? Khoa học còn không cả, cả chắc chắn là có ma không kìa. Chồng xem phim ma. Bây giờ tự nhiên đêm nó thò đầu vào thì nó chỉ dọa được người chứ nó không tác động được. Chứ sao nó bóp cổ chồng thế? Nói chứ chuyển nhà đi. Thật đấy. Cảm giác có người nhìn đấy. Có người nhìn đấy. Cái gì? Sợ đếch gì mà ban ngày ban mặt sợ cái gì? A few moments later. Mà ra một đống gạo luôn. Sợ thế. Ok. Cầm máy quay đi quay ạ. Đấy các bạn ạ. Tự nhiên sáng nay mình dậy thì là mình thấy một cái vết ở cổ như thế này. Bây giờ bà Yến bà đang dọn nhà. Mình không hiểu tại sao lại có hai cái vết tay ở trên TV. Nhìn nó cứ như là kiểu tư thế doggy ấy. Còn trên cổ mình thì có hẳn một bàn tay bóp luôn. Làm gì đấy? Quay cái gì đấy? Quay vlog. Vlog gì nữa? Đi mở lấy quần áo đi. Quần áo gì? Chuyển nhà. Con điên là chuyển nhà. Sợ đấy gì nó. Chuyển điên này. Vợ định đi thật à? Vâng, đi đấy đi. Đi đâu giờ?
ngủ gập cầu à? Về quê. Về quê với dân. Đang ở ngoài này, tự nhiên giữa tuần về quê. Có sao đâu, đi đi ấy đi. Đi đâu? Đi lấy đồ đi. Các bạn ạ, theo như cái con mắt thám tử của mình á, thì mấy cái vết tay này hình như cái dấu vân tay nó khá giống mấy dấu vân tay của mình. Nhìn có bốn ngón tay này. Ở bên này là ngón cái. Thì nó tương đương với lại cái tay của mình đặt lên như thế này. Mà ví dụ mà mình tô cái gì đấy lên tay xong mình bóp lên như thế này thì nó cũng giống đúng không? Các bạn, thực sự là mình vẫn không hiểu tại sao mà rác gạo nó xong mình lại phải đi mình quét như thế này. Tại sao? Giờ cháu vẫn hiểu tại sao mà trong mấy cái đập bây giờ. À bạn biết. Bạn biết là ở đấy có người nhìn thật không? À. Có người nhìn đấy. Khán giả. Good. Trời ơi, biết sạch đi. Đâu vậy, nhìn cái mặt đập. Ừ, muốn ăn đập này. Ra đây vợ bảo. Ở đây. Nhìn. Trần đời ai mà thế cái gì mà bóp được như này hả? Mà tím như này hả? Nói đi. Không mà thì khựt khựt này này thì có này thì có thở bao nhiêu gạo thì tùng với ba thôi. Ai bắt chồng chôn vợ hả? Cho chừa nhá, nhặt đi. Đấy chính là hình phạt cho việc vợ dậy muộn không chịu đi tập thể dục đấy. Không liên quan. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho channel YouTube. Ok, còn bài. Sắp cho bài.